Chỗ em nguyên cả một núi nha các bác nha. Em cũng chưa biết nó là giàng kiếm hổ lô hay là kiếm gì. Bản lá cũng ngắn lắm, khoảng tầm 45cm quay lại. Đấy, cả ổ. Hôm qua em có đăng một bài lên cho các bác xem, có bác nào hôm qua con mình về đặt đấy. Đấy các bác xem để em lên trực tiếp này. Đây. Không phải lá dài các bác ạ. Cái này dòng này lá hơi bé thôi. Đấy, ở đây hình như có cả ngô đồng huyền thoại này. Dạ. Anh Hoàng Lê Nguyễn đây. Ở chỗ gần nhà em anh ạ. Cũng không xa đâu. Nhưng mà bởi vì em cũng không biết nó thuộc dạng nào, em đang tìm lá kè đây. Lá sọc nhưng mà chưa thấy. Đây ở dưới kia nữa. À em được nghỉ Tết rồi nha anh nha, anh Đặng Gia Toàn ơi. Để em đi một vòng quay cho các bác xem này. Mùng 6 em được nghỉ rồi, chiều hôm qua em trực hết Tết rồi. Đây như bản lá là nó rất đều, không dài lắm. Đấy. Lá. Tiếc là bản lá này chỉ có khoảng 2cm thôi. Không to hơn. Hoa thì mùa này chắc là chưa có cả nụ. Đấy, nó đều như thế này. À này, tập leo núi với lại chắc cũng lấy ít về trồng. Có bác nào có đặt gạch không thì em cũng chịu khó mà anh em vác về. Đấy. Ôi, vách đá núi sửa thế. Đấy, bên này cũng có. Đấy, leo này. Một tay cầm điện thoại không đi được rồi. Chào anh Ngô Dùng nha. Nguyễn Lãn ấy, cái này thì anh cũng không rõ được bởi vì chưa thấy hoa. Nó giàng tiên vú hay là kiếm hồ lô gì thì anh cũng không rõ đâu. Rêu này. Đấy, các bác xem giúp em nó là dòng lan kiếm gì. Kiếm thuật. Ở đây cũng có lan bờ rào nha các bác nha. Bác nào có nhu cầu lấy lan bờ rào thì báo em. Đây dòng ngô đồng này. Đấy. Tưởng lá kẹ, không phải. Đấy đúng rồi, bạn Hồ Thương này đang suy nghĩ đấy, không biết kìa là tiên vú hay lô hồi đây. Mà lô hồi thì dòng lá nó sẽ mềm mà dài hơn. Mà dòng này lá cứng nhưng mà tiếc là bản lá nhỏ quá đi.
Bạn Phạm Huỳnh ấy, ở chỗ Nghệ An mình là hầu như là chưa ai chơi dòng này, chưa ai trồng ấy. Nên chỗ mình đang rất là khá nhiều. Đấy. Thành một núi luôn cơ. Chào bác Tú nha, Lường Tú nha. Anh Kiều Hái ở đây là ở Nghệ An nha. Núi đá Nghệ An này. À, anh Quang Tốn này, chỗ hôm trước em quay năm ngoái thì em không đi được bởi vì bên kia trời mưa. Này các bác này, lá nó ngắn lắm. Khoảng 40cm quay lại thôi. Cái này thì gốc này thì khoảng 25-30. Bạn Hồ Thương ơi, đây lan bờ rào đây. Phường Ví đấy. Đây đây, phường Ví ở góc kia. Đấy, nó đang leo ở đầu kia. Bán Lương Túi có nha bán nha. Chỗ này toàn lá ngắn nhưng mà bàn lá thì hơi nhỏ, không được dài. Đấy, nó ở mặt núi đá các bác xem này. Nhìn qua nhìn kinh lắm. Anh Ngô Quốc Thánh ấy, em cũng chưa phân biệt được nên em mới xin phép mà chủ nhóm em like lên để xem, hỏi mọi người không biết nó là kiếm gì á. Đấy, em chỉ phân biệt được đấy là ngô đồng này. Đấy, ngô đồng huyền thoại đấy. Máy bay về trời sao được, trên núi đá mà này. Bên kia là dòng sông này. Ý. Nhìn thế này mà kiếm không được một cái lá kè nào. Nguyên một đồi núi. Lá cứng nha. Anh Nguyễn Phước ơi, cái này lá cứng này. Tiếc là bàn lá nó hơi nhỏ thôi. Còn dòng này thì đây được có một đốt ngón tay của em. Dòng này lá cứng không phải lá mềm đâu. Đây, gốc tép nó cũng to này. Anh Nguyễn Phước ơi, Vanda bên này không có anh ạ. Phải đi dòng núi khác cơ mới có. Chưa thấy gốc nào bạn Tú ạ. Gốc hải ấy. Có lẽ gốc này sợ không có thôi. Rất nhiều, rất đẹp. Kiếm Tiên Phú. Cảm ơn anh Trọng Nhàn nha. Đây có một loài thì là ở đâu nhỉ? Một loài lá mỏng mỏng nhỏ nhỏ. Đây đây đây, bụi đây đây. Lá mỏng nhỏ thì đây. Rồi ok anh Nguyễn Phước ơi, khi nào anh để ý trên Facebook em nhá, vì Facebook em mà em hay đưa về em đăng trên trang cá nhân. Anh Ngô Quốc Thánh ơi, em đang cần mọi người trợ giúp đây là dòng kiếm gì ạ? Chứ em chưa dám chắc chắn nhưng mà có khi là em sờ nhầm ra là kiếm lô hồi chẳng hạn. Nên em rất ngại vác về nó khó lắm. Đây một cái bùi này thì nó rơi vào khoảng hơn 10 cân này. Anh em đưa về khó lắm. Đây. Bàn lá thì cực cứng nha các bác nhá. Rất đẹp. Chưa thấy vòi hoa bạn ơi. Lông xoay từ từ ơi, bác Nguyễn này. Lông xoay tách cô gọc. Đã hấp bò mới sẽ hấp bì chẳng đây. Đây nè, nhá. Nhá hiểm nhầm mọi người. Chầm tái chứ. Anh Bùi Nam Thanh ơi,
Anh mà muốn lấy thì bao nhiêu nhỉ? Dòng này thì khoảng tầm 300.000 10 kg đi. Công anh em ship vác về cho. Đây các bác nhà, đây là phường ví này. Lan bờ rào đây. Em chưa gì là khát nước rồi, leo núi có một tí. Em xin phép em kết thúc like nha các bác nha. Bác nào xem like biết dòng này là lan kiếm gì thì comment giúp em với ạ.